địa điểm đón Giáng sinh sôi nổi nhất miền Bắc, không thể không nhắc đến Nam Định, cái nôi của những giáo đường cổ kính và xứ đạo lớn. Nam Định những ngày cuối năm tương bừng với không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Trong đêm Giáng sinh, người dân ở nhiều địa phương nô nức tập trung về các nhà thờ nhưng vẫn có ý thức giữ khoảng cách và thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Không khí đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh thực sự rộn ràng tại các nhà thờ xứ đạo, họ đạo và khu dân cư tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Nam Định, bà con Lương, giáo nô nức thu xếp mọi việc để tập trung về các nhà thờ tham dự hoạt động ca mừng Giáng sinh và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho người thân, gia đình, bạn bè. Hơn 17 giờ ngày 24 tháng 12, tại nhà thờ lớn Nam Định và nhà thờ Khoái Đồng nằm ở trung tâm thành phố Nam Định đã có khá đông người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan, tận hưởng không khí Giáng sinh. Cây thông Noel cao hơn 20 mét được trang trí nhiều màu sắc sặc sỡ, mắc đèn điện nhấp nháy cùng hệ thống hang đá lớn thu hút sự chú ý và là điểm chụp ảnh lưu niệm của mọi người. Những ca khúc ca mừng Giáng sinh bắt đầu vang lên rộn rã, như thúc giục mọi người khẩn trương về đây để hòa mình trong đêm lễ đặc biệt đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh này. Ai nấy cũng háo hức, hân hoan chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Trên khắp các tuyến phố có đồng bào Công giáo, Tin Lành sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy bằng hệ thống đèn nháy, hàng đá, cây thông Noel.
với những giáo đường lớn và cổ kính hàng đầu, nơi đây chính là điểm đón lễ Giáng sinh tưng bừng bậc nhất miền Bắc, hòa trong không khí cả nước cho mùa Noel. Những địa điểm đón Giáng sinh ở Nam Định cũng được trang trí cầu kỳ từ đường xá đến các nhà thờ đầy rực rỡ. Trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm, người dân Nam Định lại háo hức, rộn ràng chuẩn bị những bộ đèn nháy, cây thông Noel, dụng cụ làm hang đá, cột cờ, khiến những khu xóm nhỏ, những con đường làng lại trở nên vui tươi.